Hello, hello, Giảm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin Giảm được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Ngày hôm nay em xin phép được gửi đến quý vị một cái câu chuyện ngắn nói về em rể nắng cực dụ chị vợ không có chồng đẹp mà khờ bên bờ sông vắng. Cái kết ta nói cực thốn lên lết luôn. Mến mời quý vị cùng lắng nghe. Em rể và chị vợ là một cái đề tài vô cùng xôn xao và khiến cho cộng đồng mạng háo hức muốn nghe. Thì đây là một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Mến mời quý vị cùng thưởng thức. Thì câu chuyện này nó nói về hai chị em này, coi như là ba mẹ mất sớm. Cô chị thì được 18 mà cô em thì mới có chừng 10 tuổi. Cho nên là cô chị này không có lấy chồng, quyết định là dành hết cái tuổi thanh xuân của mình, nó coi như là ai gọi thương ảnh thương cổ dữ lắm luôn, đòi cưới mà cổ không có chịu. Mà cô chị này cổ đẹp dữ lắm luôn. Bao nhiêu chàng trai si mê muốn cưới nhưng mà cổ không chịu, cổ ở vậy để cổ nuôi em cổ. Cho đến khi mà cái cô em này cổ lớn, cổ xinh đẹp và cổ đến tuổi lấy chồng thì cô em này có một cái người bạn trai và hai người cũng như thương nhau rồi cũng muốn cưới nhau. Thì cô chị với cô em này thì hồi đó giờ là hai chị em nó thẳng ra ba mẹ mất cho nên không có vốn liếng gì á. Hai chị em sống trên một cái ghe rồi hàng ngày đi mua bán buôn bán trên cái ghe đó, là mua đồ về bán cho mấy cái người mà gần mấy cái nhà quê đó để có đồng ra đồng vào, lời được chút tiền để mua gạo mắm muối ngọt ăn, mua cá mua thịt ăn. Thì hai chị em sống nhau vậy đó, thì đến khi cái cô em này cổ thương cái người đó thì người đó cũng thương em của cổ, mà cái anh chàng này cũng đẹp trai mà hiền lắm, thì cũng siêng năng chịu khó lắm. Cho nên là hai chị em quyết định là coi như là kỳ này cô em lấy chồng, cô chị đồng ý luôn. Thì cái người em rể đó cũng lên trên cái ghe sống chung luôn, coi như là ba chị em sống trong một cái ghe vậy đó. Mà nhiều khi á, là người ta nói đó, em rể với là chị vợ mà thà là đừng có ở gần nhau, ở gần nhau thì đôi khi nó cũng có những chuyện tình nó éo le nó xảy ra. Thì cái anh này mặc dù là mới lấy vợ, có vợ đẹp đó, mà mới lấy vợ mấy tháng mà cứ để ý cô chị ghét. Mà đàn ông họ tham lam lắm, có một thì họ muốn thêm 10, thêm mười mấy luôn. Cho nên là nhìn thấy cái cô chị coi như là để ý coi như là thương, nhưng mà không biết làm sao để mà có thể ấy cô chị cái coi sao. Ghê không, đàn ông dễ thợ thiệt. Mặc dù có vợ đây nè nhưng mà cũng để ý cô chị hoài luôn. Thì không biết là làm sao cái lên kế hoạch hoài mà vẫn không được, tại vì vợ mình ba chị em sống trên ghe mà sao được. Thì cái bữa hôm đó cái cô vợ mới nói anh em bữa nay em bệnh, em ho quá chắc em không có đi mua đồ được. Thường thường 3 giờ sáng ba chị em đi mua đồ, mà bữa nay em bệnh quá chắc là em đi bác sĩ quá. Ngày mai anh chèo xuồng anh chở chị lúc 3 giờ sáng, chở chị em anh với chị của em đi mua đồ đi, em ở lại em không có đi, em lên đất liền để em mua thuốc em muốn ho quá. Cái ông chồng thấy vậy nó vậy hả, vậy thôi, vậy vợ yêu đi bác sĩ đi, để anh đi với chị mua đồ được rồi. Trong lòng của ổng toan tính, trời ơi ổng toan tính dữ lắm luôn. Ổng nói chọc bữa nay vô mánh, bữa nay bà đứa nay vợ mình không đi, mình được đi với con chị vợ rồi, vô mánh rồi. Cái bắt đầu ổng mới qua ổng nói bà chị vợ, nói vợ em chắc nay không có đi, hai chị em mình đi tại cổ bệnh rồi. Vậy hả, vậy thôi để nó đi bác sĩ đi, hai chị em mình đi được rồi em. Cái 3 giờ sáng cái ông nội này nè, ông lấy ghe ra, ông chở bà chị vợ. Bà chị vợ ngồi trên mui ghe đó thì mới chèo qua bên cái máy sông, mà chưa có tới bờ bên kia để lấy đồ. Thì giữa sông á, là kế bên đó có một cái miếu quan đó, gần cái mương, có một cái miếng đất có miếu quan. Thì ông này ông bắt đầu ông lắc cái ghe, ông lắc nguyên lại cái bà chị vợ mà giữa đêm khuya bà nghe cái, bà thấy cái ghe tự nhiên lắc qua lắc lại vậy nè. Cái bà mới hỏi em sao mà cái ghe mình nó sao mà nó bị cái gì mà rung lắc quá, em nhìn coi lỡ nó có lủng hay đâu em sửa lại chứ mấy mình chìm xuồng đó em ơi. Cái dầm như mình vô chúng dòng xoáy hay gì mà lắc dữ quá em ơi. Thì cô chị đâu biết đâu, đây là kế hoạch của thằng em gỡ, em gỡ cà chớn đâu. Đầu cái thằng em gỡ nó mới nói dạ chắc em nghĩ là ở đây là có thần linh á, người nghe nói đâu á là ở đây nè nó có một cái miếu, mình phải đến đó mình phải vái, mình cúng cho thổ địa thần linh ta cho mình qua khúc sông này, chứ nếu không là nhiều người ta bỏ mạng ở khúc sông này không muốn qua được đâu chị. Chị có tin điều đó không? Cái bà chị bả nghe xong bả sợ quá, bả nói trời ơi
có thờ có thiên có kiêng có lành em ơi. Thôi vậy thôi em để chị qua cái miếu đi, để em chị có mấy nải chuối với mấy trái cây để chị lên chị cúng ta rồi mình cầu cho thần linh cho mình qua. Cái bà chị bà mới tin thần thánh á, bà mới bưng nải chuối rồi trái cây bà leo lên bờ bà mới đi lại đẳng. Thì cái thằng em rể nè cả chớn này là nó mới lên trước bả mà đi đường sau lưng á, không cho bà chị vợ biết. Cái nó ra sau lưng miếu đứng để giả dạng hồi nó đóng kịch, nó để bộ nó làm như nó là thần thánh nó phán vậy đó. Thì cái bà chị này bả nghe những lời tin của thần thánh mà ai thần thánh phán gì bả nghe đó à. Cái bả mới quỳ xuống bả lại thần linh ơi, bữa nay là ngày mấy tháng mấy, hai chị em con nghèo khổ lắm buôn bán tranh ghe, xin thần linh cho hai chị em con qua khúc sông này. À, con xin kính biếu thần linh một nải chuối và hai trái quýt. Thì xong xuôi á, cái anh này nè, anh đứng sau lưng cái miếu quan, ảnh mới nói ha ha ha, ta đã nghe được lời cầu xin của cô, nhưng nếu như mà cô muốn qua khúc sông này thì cô phải thỏa mãn cho ta một điều kiện. Dạ dạ thần linh, trời ơi công nhận thần linh ở nơi đây linh quá linh quá. Dạ thần linh muốn gì con cũng chịu hết, chứ đừng nói là một điều, ta chỉ cần cô làm cho ta một điều thôi, là ta muốn cô và cái thằng em rể của cô phải làm chuyện ấy. Nhưng thần linh ơi, chuyện ấy là chuyện gì con không biết ạ? Chuyện vợ chồng đó, hiểu chưa? Dạ nhưng làm sao mà được thần linh ơi, sao mà được? Ta đi đây, nếu không được thì đừng hòng qua khúc sông này, nghe chưa chưa chưa. Rồi cái thằng em rể nó lật đật nó chèo xuống xuống ghe nó trốn. Nó trốn xong hả, bà chị vợ này bà buồn gầu quá, bà nói trời ơi thần linh gì mà kêu làm cái chuyện gì mà kỳ cục, chuyện này ai mà làm được. Cái bà mới đi xuống mà lầm bầm, cái bà xuống ghe, cái thằng em rể với bộ ngốc đầu lên hả, ủa chị lên chị hỏi thần linh rồi, thần linh nói gì chị? Trời ơi em ơi, thần linh nó nói á, nói là bây giờ hai chị em mình nó muốn qua khúc sông này thì phải làm chuyện ấy. Trời ơi sao mà được chị, em chị sao làm được? Thì bởi vậy chị mới nói là không được. Ông mới nói chứ bây giờ không làm được thì đừng hòng qua khúc sông này. Chết mẹ rồi, giờ hai chị em mình sao đây em ơi? Trời ơi bây giờ chắc đi về để kệ mẹ đi, giờ hả có sao đâu, đi đại đi, không sao đâu. Cái ông anh em rể mới nghĩ chứ trời ơi, bà này bà không chịu lần sau là cái kế hoạch mình tan thành mây khói rồi. Bây giờ mình phải sử dụng kế hoạch B. Bây giờ chị ơi chị, em nghe nói thần linh ở đây nó linh dữ lắm luôn, mình mà không nghe lời là nhiều khi mình chết á, chứ không giỡn đâu. Bây giờ á, em với chị cũng giả bộ làm đi, mình làm cho nó có đi, chứ đừng có làm nhiệt tình, mình làm hơi hơi thôi. Giống hơi hơi là sao em? Làm thì là làm, không làm thì là không làm, chứ sao hơi hơi được. Ý em vậy nè, bây giờ em có cái kế hoạch như vậy, chị lấy lá lộc bình là chị để cái của chị, rồi em chỉ làm hơi hơi tăng ở ngoài thôi, đâu có vô trong đâu, đâu có sao đâu, mình đâu có bị sai phạm cái gì đâu, chị hiểu không? Miễn cho có để ông thần linh ổng nghe, ổng nhìn thấy, ổng cho mình qua thôi, cút xong thôi. Ừ em nó cũng có lý, thôi giờ làm liền đi em. Cái bà chị với cái ông thằng em rể này mới chui xuống cái ghe, hai người bắt đầu rồi nói tiếng sóng vỗ, rồi cái tiếng ghe nó đập, rồi cái bắt đầu bà nghe bà chị vợ bà la lên: em ơi, cái gì vậy chị? Trời ơi em làm sao mà lủng cái lá lục bình rồi, bây giờ vô trong rồi giờ sao? Trời ơi trời, bây giờ cái lá lục bình này nó mà không lủng là em chết luôn á chị. Trời đất ơi, miễn mình làm sao đi chứ, thần linh người ta đã kêu rồi là mình phải làm chứ, sao không làm được chị? Nhưng mà em ơi, trời rồi giờ sao đây? Cái tiếng vỗ cộng với tiếng la của bà chị vợ, tôi nói không có tưởng tượng được cái ông cái thằng em rể cài chớn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những clip tiếp theo. Đây là chỉ là những câu chuyện tiếu lâm vui như quý vị. Thì clip này cũng khá dài rồi. Em xin cảm ơn và xin chào quý vị nha. Chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào.